quý vị và các bạn, đây chỉ là một trong nhiều cung đường gành thác mà mỗi giáo viên ở điểm bản vùng cao nói chung và ở điểm bản Xìn Thàng, trường mầm non xã Trà Tở nói riêng. Chỉ bấy nhiêu thôi đã cho thấy được sự nhọc nhằn vất vả của các cô giáo mầm non vùng cao biên giới. Và nơi đây thì là được biết đến với cái tên gọi 40. Và hôm nay thì tôi sẽ cùng với quý vị sẽ cùng tìm hiểu xem một ngày ở trường của cô và trò ở điểm trường được ví như nơi thâm sơn cùng cốc này. Cứ mỗi chiều chủ nhật hàng tuần, cô giáo Tào Thị Huế, giáo viên điểm trường Xìn Thàng, trường mầm non Trà Tở, huyện Nậm Pồ, lại tất bật chuẩn bị đồ dùng cá nhân, thực phẩm để lên đường với các em nhỏ. Gác lại bộn bề công việc nhà, nhiều năm nay, con cái đều do ông bà chăm sóc. Gần 20 km đường đất với những con dốc cua tay áo dựng đứng từ trung tâm xã Trà Tở vào đến bản Xìn Thàng cũng phải mất vài giờ đi xe máy. Có những điểm phải lựa xe mới qua được, còn vào mùa mưa thì chỉ có đi bộ mới vào được điểm trường. Mà đi khó quá không đi được thì phải làm nào? Đi bộ vào. Thế thì bao giờ mình lại quay về lấy xe được? Khi nào ra thì lại đi bộ ra chị ạ? Hết thời. Trải qua hơn 4 tiếng đồng hồ thì vừa đi vừa đẩy xe thì chúng tôi đã có mặt tại bản điểm bản Xìn Thàng. Và thoạt nhìn qua thì chúng tôi không nghĩ đây là chỗ ăn nghỉ của các cô giáo trong suốt một tuần. Ôi sao? Phòng tối thế cô giáo? Không có điện nhỉ? Em dùng cái bình năng lượng ấy, nhưng mà hôm nay trời mưa quá nên là không sáng. Mà đến được đây công tác thì nói chung là chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là đường đi lại rất là khó. Trong này thì mình không thể vào mạng hoặc là lướt web cái gì các thứ, nhưng mà chúng em dành thời gian đấy để đi giao lưu với phụ huynh, vận động các cháu đến lớp. Một ngày mới của cô Huế bắt đầu bằng những công việc như thế này. Vì là trẻ lớp ghép trong độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi, nên việc dạy học trong một ngày của cô cũng vô cùng khó khăn, bận rộn. Một mình vừa chăm sóc các cháu nhỏ, vừa dạy học, chuẩn bị cơm nước cho 20 cháu học sinh ăn ngủ tại trường. Khó khăn thứ hai đối với em là bất đồng ngôn ngữ giữa cô và trẻ. Cô nói thì trẻ không hiểu, xong lại trẻ lại nói cô lại cũng không hiểu. Nói chung là chúng em đã khắc phục để trẻ giao lưu với trẻ. Khi mà trẻ giao lưu với trẻ thì chúng em sẽ quan sát và lắng nghe để mà học dần dần ý. Bây giờ đường thì nói chung là cũng không có rồi, điện thì cũng không có. Và sống internet để bà con các cháu để gọi ra gọi vào không có. Nước sinh hoạt thì bây giờ phục vụ cho các cháu ở đây thì không có. Cô giáo còn phải đi vắt nước từ tầm hơn 100 mét vào. Nói chung là rất là khó khăn. Trường mầm non Trà Tở có 10 điểm bản thì có đến 5 bản với tình trạng 20, 30, 40. Bản Xìn Thàng với 30 hộ dân, 75 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nhắc đến Xìn Thàng, nhiều người biết đến với cái tên gọi 40. Không đường giao thông, không điện thắp sáng, không sóng điện thoại và không công trình nước sạch sinh hoạt. Vào đến bản thì dường như mọi liên lạc bị cắt đứt với bên ngoài. Các cô giáo cắm bản thì thường rất là thiệt thòi, bởi vì là xa gia đình, xa chồng con cả một tuần, không có cái chế độ gì đặc biệt để hỗ trợ các cô. Gần như là các bản xa như là Lậm Chua, Hội Anh cũng như Xìn Thàng thì năm nào cũng có đơn của dân bản là xin giữ cô giáo ở lại. Bởi vì là các cô giáo lên đây thực hiện nhiệm vụ rất là tốt và được rất là được lòng bà con. Cô giáo Tào Thị Huế là điển hình trong số nhiều thầy cô giáo ở các điểm bản tại huyện Nậm Pồ, vượt lên trên những gian nan vất vả, với tinh thần lạc quan, say nghề, yêu trẻ,
các thầy cô đã bám lớp, bám bản để hoàn thành nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục và đào tạo, ngày đêm gieo chữ cho con trẻ tại các thôn bản vùng cao biên giới Nậm Pồ.